Huy đang ngắm công trường đang thi công nè. Hèn gì cái phòng này nó dọn đi sao? Là do cái phòng cái công trường đang thi công nó ôm với lại bụi nó vô. Cho nên hơi bị dị ứng đó. Bây giờ đối diện này là người ta xây nhà, xây một cái building đó cả nhà. Một cái gọi là một cái tòa nhà bự luôn. Cho nên là công nhân người ta xây thời gian sẽ rất là lâu và mỗi ngày sẽ nghe cái tiếng ồn. Huy thì Huy không sao hết á. Ồn không sao hết tại vì ồn cũng không có nhiều lắm không. Cái tiếng nó cứ rì 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 nhỏ nhỏ. Chứ mà ồn mà sát tường sát nghe thì nó ảnh hưởng tiếng ồn nó cũng có sao. Nhưng mà khi mà Huy bật máy lạnh Huy sẽ nghĩ là Huy sẽ bị hắt xì. Là do cái ở ngoài nó đi vô sao máy lạnh nó sẽ có ở ngoài cái mùi đi vô nữa nha. Cho cái cửa này Huy cũng đóng nhưng mà nó có cái khe mìn bụi mìn nó vô. Nhưng mà thôi kệ không sao. Nói chung là cái phòng rẻ nó mừng mừng. Bây giờ Huy sẽ nấu cái phần cơm hôm qua. Huy ngủ được chút hồi nãy la TikTok được ba cái bông hoa. Hơi mệt, hơi ngủ like, hơi bắt chước người Thái Lan, có mấy người ngủ mà người ta like. Mà hơi mệt quá, hơi bấm nút tắt cũng được luôn. Nó tự tắt. Mà cuối cùng không có được hoa, được à, được được ba cái bông hoa. Quên quên. Được ba cái bông hoa. Chưa là được 6 sen là gần 1 đô, nhưng mà ấy là chơi vui thôi nha cả nhà. Hình như cái đó cũng phải bông hoa mà cho cái em nào tặng cái trái tim bự mới được như vậy á. Em Huy gì á. Huy ngủ một cái nữa Huy tỉnh đó cả nhà. Nè cơm hôm qua ăn dương nè. Giờ mình nấu cái muối ăn. Xong rồi à, mình có mực khô hôm qua mua cái bịch cho. Có mực khô. Bây giờ Huy tính uống sữa nhưng mà giờ sắp tới giờ cũng thuốc nữa. 6 giờ giờ 3 giờ. Cho nên là mình uống cái gì trước xong mình uống cà phê mình làm cái clip dọn nhà chứ Huy chưa có up clip dọn nhà luôn á. Giờ Huy dọn cái này nữa. Dọn làm cái ghế sofa để Huy để cái chỗ này nè. Để cái chỗ đây để nhìn ra cửa sổ. Có mấy cái bàn ở đây chỉ Huy là dán cái miếng tờ giấy định để che cái nắng lại nhưng mà Huy nghĩ là Huy cần ánh nắng. Nên Huy để cái ghế sofa nó mà vừa không biết gãy cái tủ này ra. Chị Trang chị Huy á, chị mà cho Huy 4 triệu chị nói là Huy để ngang như nè. Huy cảm ơn chị nhưng mà do Huy muốn ngồi uống cà phê Huy giờ Huy ít ra đường, Huy cứ làm TikToker với YouTuber á. Thiệt ra là nên ra đường nhiều nhưng mà do Huy mệt rồi cho nên Huy sẽ dành thời gian ở nhà nhiều hơn và Huy ngắm ra ngoài đường để Huy chiêu chiêu cuộc sống của một cái người ở nhà nhưng mà vẫn được dạng như là đi ra đường. Cho nên là Huy muốn để cái sofa của đây nè. Hôm qua Huy tính ghép rồi mà tự nhiên nói chung có cái bạn kia bạn say mà Huy đang mở cửa lấy đồ cũng ngoài bạn chạy vô phòng luôn bạn nằm. Mà cái bạn đó là giống như là một cái bạn cũ của Huy á, bạn còn ở trong đây bạn say á, bạn ở với một cái người chị chạy vô phòng bạn nằm luôn mà bạn biết Huy bị HIV mà Huy bạn bạn biết Huy nó bị HIV Huy nói á, Huy có một chuyện hôm nay Huy nói xong rồi nó gặp ở dưới cái chỗ ăn á xong rồi nó lỡ cái mặt hơi lỡ cái mặt hơi ngạc nhiên mà cũng sợ sợ nhưng mà cái con va kiếm sai tự nhiên Huy đang mở cửa xong vô luôn luôn để Huy hỏi bạn được do Huy đang để Huy hỏi bạn được mà để Huy hỏi bạn được có up lên quay lúc mà Huy vào phòng á cho mọi người coi do cái anh Brandon anh comment là Huy nó bị HIV ai đâu thì thấy nó nói gì á chơi gì đó như Huy block anh đó luôn mà thật ra là Huy cũng có nhiều bạn muốn gặp và biết Huy vậy mà muốn gặp và muốn thấy Huy làm quen nữa thậm chí là nhiều hơn ngày xưa nữa. Huy không biết sao nữa. Cái này Huy nói thiệt nhưng mà vẫn có những người sợ mà người ta muốn gặp và người ta muốn nói chung là mình không có nói được hết từ từ nó ăn nấu cơm nấu cháo trước
muốn bí đao với ăn xoài trước nha cả nhà. Mới sáng sớm ăn xoài, hôm qua mua mà chưa ăn. Dường chắc hơi khó ghép vô á, là cái dường ghép không biết ghép khó không ta, nhưng mà cái dường nó bị ô mà ngồi để đồ ở dưới hơi cũng muốn vẽ. Chị Trang chỉ hơi cũng đúng vẽ, nhưng mà chị Trang chỉ là nếu mà không ghép cái dường để cái đầu dường là nay thôi, em cũng tính vậy luôn á chị Trang, để nó tiết kiệm được diện tích mà nó cũng đẹp nữa, nhưng mà do chưa có ghép cái màn á, như là em chưa có khiêng nổi. Không phải thêm lỗi gì nè, nhưng mà cha đang mệt rồi, từ từ đó, giờ ngủ cái tự nhiên nó tỉnh. Có cái em kia nó tại sao anh lại liếm dâu, cha em hỏi tại sao liếm dâu mà vô TikTok hỏi luôn, mà hơi mệt quá, hơi trả lời không có được nè, là do anh bị đau cái họng, mà do anh kia kẹo viêm họng anh để trên kia, anh lấy không có nổi, anh bị đau quá, anh muốn cái gì cay cay vô cho nó bớt mệt đó em, liếm chút cũng sao đâu, nên bản thói quen đó là đúng nha, nhưng mà anh liếm chút anh mệt quá. Cái tủ này ra, rồi cái tủ mà để chén mát, để nồi cơm điện là chị Trang chắc em để chỗ đó, ở để ngoài đó đó, tại vì cái chỗ đó thấy nó đẹp đẹp nè, cho nó đẹp luôn, cái chỗ đó hay rồi, cái view đẹp đẹp. Chị Trang kêu Huy là thấy em TikTok được hoa, dù ít là cũng còn đỡ hơn là không có. Chị Trang chỉ là Huy Trang trí một góc rồi mua cái micro á hát. Hát là sẽ có thể là sẽ được nhiều hoa hơn, là nói chuyện rồi bị chửi là được hoa ít hơn, có thể là vậy, ý chị Trang nói vậy, nhưng mà cái đó để mới coi lại nha, tại vì thường thường mấy cái bài hát TikTok là hình như hát được, nhưng mà để mới coi là sao, tại vì giờ là pha cà phê uống đó. Để làm cái tập dọn nhà, cái tập này là up liền luôn, chắc có mấy anh chị hỏi chị Hương Vị Cuộc Sống hỏi Huy bữa giờ lên view nhiều, nói cho mọi người được nhiều, trên thiệt ra là không dám nói bữa nói clip được nhiều là do là để cho người ta đừng có chửi Huy là không bằng đứa bán vé số đứa ấy thôi, chứ thiệt ra view là chỉ được nhiêu đó, cái tiền mà công khai HIV đó, cái tiền mà không không phải công khai mà nói ra là do mấy cái người ép mình đó, nó mình nó láo rồi này nọ, rồi có bệnh nó cũng không chịu tùm lum á, xong rồi có bệnh rồi cũng chịu, xong rồi bắt đầu nói là từ Việt Nam rồi đó, ép quá cho nên mới khóc, rồi mấy TikTok rồi là mấy nhà báo mới up lên, rồi người ta mới kiếm người coi lúc đó thôi là được cái clip đó, mà clip đó là chưa trừ thuế này nọ là được cỡ, nói chung là không dùng lại này nọ là cho mọi người coi này nọ, cho thiệt ra là cái tháng này là được một nửa, chưa được một nửa của tháng trước, có nghĩa là mọi người cứ hiểu, cho dù có nhiều view này nọ 10.000 view, nhiều khi là mọi người không bảo là quảng cáo là người ta coi cho có cái nội dung hay là gì thì cũng chỉ được có nhiều lắm, nhiều khi là cũng chỉ được có 300 bạc, 200 bạc, 300 bạc là 10.000 view á, nhiều khi là có vậy luôn á, 10.000 view mà đôi khi là bằng là ít lắm, cho nên là có những cái người quay mình người ta tưởng là thấy nhiều view rồi người ta đâu, có những cái người ta đòi mua giùm nhiều, nói chung không biết nổi không, mấy cái đó hơi không, thôi thôi cái mấy cái đó tự hơi để trong lòng rồi.
muối mà đường làng quá, ở bên Thái người ta ăn vậy á. Tôi kiếm cái trang muối. Cười xỉu cái chai muối để trong toilet, tại vì là nhiều khi rửa nước muối á, rửa miệng á, xúc như này. Mời cả nhà ăn xoài. Các cái chị đã chị Hương Vị cuộc sống chị hỏi được nhiều tiền nói cho mọi người mừng á, thì ra mọi người mừng thì ai thương mình mà mừng chứ, nhiều khi mấy cái người mà không thương mình người ta ghét rồi ai là được thôi. Các anh Duẩn Binh là nói thì review nhiều hơn bao nhiêu, cảm ơn anh đó nha. Nhưng mà biết sao mọi người, anh nói là tới đây cũng không quá thấy đâu, hơi ấy là chắc là hơi có việc riêng, mà thiệt ra thì việc riêng của hơi hơi đã nói rồi, làm bị ảnh hưởng và hơi tâm lý á, thì nói là hơi không, việc riêng của hơi là nó bị ảnh hưởng nên là hơi không có thể thấy được, nên là giờ hơi tập trung vô cái này. Mà vô cái này thì đương nhiên là không có đủ để sống ở đây rồi, nó cũng là lý do hơi dọn tới cái phòng này. Mấy chị đừng có hỏi bây giờ Việt Nam rồi cuộc đời còn lại ngắn ngủi rồi sao làm khùng làm điên rồi, đừng có nói vậy nha, muốn chửi thì chửi thẳng. Nói móc nó méo ghê quá, nói vậy tao ghét hơn nữa. Nhớ là trời mẹ tao, không phải trời mẹ tao mà ấy là mình đang tức quá mình nói vậy chứ, mình phải nhắn lịch sự là kệ mẹ em, cuộc sống mà ngắn quá gì đó, quãng ra còn ngắn. Chỉ là lo gặp gia đình đi, chứ đừng có làm khùng làm điên. Là tốt dữ chưa? Mời ăn miếng xoài này, thèm chua, nói cái câu nói chua lê. Ai là muốn vậy? Ai là muốn làm khùng làm điên? Mình làm khùng làm điên cũng trong mức độ cho phép, làm bạch tiên bà điên rồi đó, hay quá trời hay, người ta coi người ta thích quá trời rồi. Chứ đâu có làm gì mà trái với đạo đức lương tâm đâu, việc riêng người ta ảnh hưởng, người ta cũng là tâm lý người ta ấy, chứ không là việc riêng là vẫn làm được đó.
bây giờ làm ra bị gục người nữa. Kiếm việc khác thì cũng phải từ từ. Mà cái mười nhiều khi là cũng im im mà chứ không có nói được. Giờ cùng quá đi rửa chén đâu có nói được đâu. Im im đi rửa chén. Ở bằng ở không ở người không là người ta bắt như xong rồi ta xong rồi bắt ra gặp mấy ông nói một bàn để không ngờ HIV cái mình thấy cái thời gian trôi qua nó nhanh lắm mọi người. Cứ mới qua uống thuốc, ăn bữa ăn 300 ngàn, xong cái 6 giờ là uống, xong cái bị bệnh này nọ mà ráng quăng ráng lên TikTok ba cái mong ai đâu mà tặng ngủ mệt mà ai đâu tặng nhờ thấy có mấy người làm gì nó được tặng nữa đâu. Xong cái tới giờ uống thuốc nữa rồi giờ 3 giờ xong còn 3 tiếng nữa uống thuốc nữa. Thực ra mấy cái hôi mà Huy mới bị á mà Huy vẫn cố gắng xem lại những clip Huy kiếm lại những clip như nhà 2.4 tỷ này nọ lúc mà Huy đi qua nhà bạn Huy á nghe đã để Huy giải thích với mọi người rồi mà lúc đó là chưa có nói. Nhưng mà khi mình làm YouTube 2 năm mình lục lại những cái clip mình thấy trời ơi sao thời gian nó trôi qua nhanh quá. Mình bị HIV mình thấy cái thời gian nó trôi nhanh lắm mọi người. Giờ mọi người nói may mắn là được sống 10 năm thì thiệt ra nó 10 năm nó cũng nhanh lắm tại vì 2 năm này nè 2 năm mà ở trên YouTube này nó xô qua tháng năm giống một con gió vậy không? Người ta nói 10 năm trôi qua nhiều người vẫn trẻ còn hơi ví dụ mà hơi may mắn được 10 năm hay là gì đó thì hơi cũng trôi qua hơi nhiều khi hơi bị bệnh rồi hơi đâu có còn trẻ mà hơi còn đi luôn cho nên phát thời gian trôi nhanh hơn cho nên phải sống là phải giờ phải cấp ai mà nói như cái bác chị đó comment đó rồi sao không có là nói gì đó làm khùng làm điên gì đó thì cả mẹ em chứ giờ biết sao em đâu là gì chị đâu thì đó là khùng làm điên ai đâu muốn vậy giờ người ta lỡ vô dí vô cái bị ấy vô cái thôi cái thời gian người ta xoay sở không kịp thì người ta làm cùng làm điên cho coi cho vui thôi cái này gì đâu làm bà tiên rồi đó bà tiên ai ngờ gặp bà điên rồi mình cũng phải tự gắn cố gắng là dọn phòng cái sơ giờ sao cứ làm gì làm cùng làm điên gì đâu ai làm cùng làm điên nó nghe